Chào mừng các bạn đến với Laptop Xách Tay Shop. Tôi là Đặng Thiên. Ở bên trong phân khúc dành cho các laptop chuyên dụng văn phòng với màn hình lớn đến từ hãng Dell, xin giới thiệu với chúng ta chiếc laptop màu gold rất là dễ thương, sáng trong năm nay, đó là 5559 của Inspiron. Chiếc laptop này có phân khúc vừa phải với tầm tiền khoảng tầm 10 triệu, chúng ta có thể có cho mình chiếc laptop rất là rộng lớn, màn hình 15.6 inch, màu gold champagne rất là đẹp. Mày một ít vân những cái caro, những cái đan với nhau, chúng ta cảm thấy cái độ mịn mà của chiếc laptop. Chiếc laptop rất là sáng sủa đúng không nào? Chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau phân tích về chiếc laptop này, xem bề ngoài, bên trong, về chất liệu, về cấu hình và phù hợp với những ai. Đầu tiên, máy có màn hình lớn 15.6 inch, cái vỏ hợp kim khá là bắt mắt. Dòng này đã hiếm khi nào mà có cái màu gold như thế này, thông thường là chỉ có bạc và đen thôi. Đây là một trong những màu rất ít có. Đây là mặt hàng xách tay từ Mỹ về. Chúng ta sẽ xem kế tiếp. Chúng ta thấy trước mặt chúng ta một chiếc màn hình gương rất là cân đối về khung màn hình. Điểm đặc biệt của chiếc laptop này là khi chúng ta mở nút nguồn, chúng ta nhấn một nút, chúng ta sau đó chúng ta đợi khoảng vài giây thì chúng ta vẫn chưa thấy màn hình nó lên, là do là nó hoạt động theo cơ giới giống như những cái tivi Sony gần đây. Chúng ta nhấn và hồi khi nó bật lên là lên luôn. Chúng ta chỉ thấy cái đèn báo tín hiệu ở đây chút ít thôi. Cái laptop này chúng ta thấy có được thêm một cái gọi là cái phím số rất là tiện lợi cho những việc tính toán, ngồi làm việc liên tục cả ngày. Có đèn phím rất là tốt cho hiển thị ban đêm. Touchpad đẹp. Hiện tại trong máy đang sử dụng là chip Core i5 thế hệ thứ 6. Chúng ta sẽ xem kỹ. Máy là máy onboard thôi, chứ không có phải là máy cặp hình rời, nhưng mà chính vì vậy thì máy rất là mát và tiện lợi cho những bạn nào mà muốn làm việc thường xuyên. Chúng tôi đánh giá dòng máy Inspiron này là một trong những mẫu rất là bền bỉ, nên được rất là nhiều bạn sử dụng trong những năm 2018, 2019. Hãng Dell luôn luôn được chú trọng về cái chất lượng cao. Họ thiết kế những cái máy có thể rằng luôn luôn đáp ứng yêu cầu tốt cho công việc văn phòng. Chúng ta đã thấy được cấu hình Core i5 6200, 2GB đến 2GB. RAM trong máy 4GB. Chúng ta có thể nâng cấp lên RAM đến 18GB, 16GB đều được cả. Ổ cứng trong máy thông thường là 500GB. Về option này bạn có thể nâng cấp lên thêm nếu như mình thích. Pin của máy này là khá là ổn, dao động từ 3 đến 5 giờ vì máy đã dùng chip U thì nó mát. Xài cả ngày nó vẫn không nóng gì cả. Việc mát máy nó có rất là lợi, nó giúp cho máy bền bỉ hơn. Chúng ta sẽ xem tiếp các cái cổng của máy. Mặt trước thì gần như ngày nay các cái thương hiệu gần như họ muốn là không nhìn thấy bất kỳ cổng nào nữa. Chúng ta nhìn thấy chỉ có một cái đèn báo pin thôi. Đây là hai cái nơi của cái loa. Rồi mặt hông trái thì gồm có sạc, cổng len, quạt tải nhiệt, HDMI, một cổng USB, một card SD. Hoặc không phải thì gồm có ổ DVD, hai cổng USB. Đây là cổng chung của Rack Bali, headphone, micro, khóa cây sinh tịch. Mặt sau thì mới hoàn toàn giấu được cục pin đi. Cục pin này nằm ở đây. Đã ẩn, đã giấu đi được phần nào đó nên cảm thấy là cái máy nó sẽ nó mỏng manh hơn, nhìn nó dễ chịu hơn. Dù rằng thì bên hông máy cái độ dày của máy cũng có nhất định. Khi chúng ta gặp lại thì chúng ta thấy máy nó vẫn có một cái độ dày khá là đều bắt buộc, bởi vì là cái ổ DVD này nó phải chiếu một diện tích đến 2/3 cái thân máy rồi, cho nên là bắt buộc là phải có như thế này. Bởi vì đây là một chiếc trong những cái mẫu cho văn phòng, cho nên là họ chú trọng về chất lượng, cái quạt tốt, nó phải xài được cả ngày. Cái laptop này được nhập khẩu từ Mỹ về thì với chất lượng nó luôn luôn đảm bảo cao hơn hàng thị trường ở đây. Giống như một chiếc xe gắn máy thì ví dụ như AirPlay thì có AirPlay Thái Lan và AirPlay Việt Nam, nó sẽ chất lượng luôn luôn nó phải cao hơn nhiều so với hàng Việt Nam chúng ta, nên chúng ta cũng an tâm hơn về việc sử dụng những cái laptop như thế này. Chúng ta sẽ thử xem một tí xíu. Trong máy hiện tại cũng đang có Bluetooth nên các bạn có thể sử dụng dễ dàng cho việc kết nối Bluetooth từ các thiết bị khác, ngày nay rất là tiện dụng. Về cấu hình thì đây không phải là một chiếc laptop quá mạnh, nhưng tôi nghĩ rằng chiếc laptop này nó đáp ứng được rất là nhiều cái yếu tố cần thiết cho việc văn phòng cũng như là một giải trí. Các bạn có thể vẫn có thể sử dụng Photoshop, AutoCAD một cách mượt mà với khoản tiền vừa phải như thế này. Thì chúng ta có thể chọn lựa một chiếc laptop màu gold như thế này thì khá là hợp lý. Chúng ta sẽ test thử video và âm thanh của máy. Hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy một số khách hàng đang chọn lựa chiếc laptop dòng mini của hãng Xách Tay. Chúng ta sẽ trở lại xem tiếp các một số đoạn video. Để xem cái chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh của máy nó sẽ như thế nào ha. Thông thường thì laptop đến từ thương hiệu Dell cho cái hình ảnh nó khá là trung thực, nó không quá hang màu. Tôi rất thích điều này vì họ luôn luôn tạo ra như vậy, nó sẽ dịu mắt hơn, nó không giống như những cái mẫu đã tăng cái độ contrast lên quá cao, nó giúp cho làm cho máy đẹp thật nhưng mà nó ảo. Chúng ta chỉ nhìn thấy một đoạn một tí xíu thì mắt nó sẽ khó chịu. Còn hãng Dell thì luôn luôn chú trọng đến nó phải trung thực, họ bán cho các thị trường khó tính nên là tôi cũng thích cái quan điểm này. Thông thường thì các thương hiệu mới nổi ở châu Á chúng ta thích những cái gì đó nó sống động, nó ảo tí xíu. Âm thanh cũng khá là trong và chuẩn, có được âm vang, tiếng bass tốt. Khi chiếc laptop này khi mua hàng thì thông thường là nó sẽ đi theo bộ sạc chính hãng nguyên thùng như thế này, nên chúng ta sẽ hết sức đảm bảo được cái chất lượng. Ở đây chúng tôi rất là chú trọng về cái chất lượng. Thông thường các laptop khi về đến Việt Nam, chúng tôi nhờ để cho các kỹ sư của chúng tôi ở phòng kỹ thuật luôn luôn test trước khoảng vài ngày để cho đảm bảo rằng chiếc laptop hết sức hoàn hảo. Vì các bạn ở rất là xa, các bạn ở Hà Nội, các bạn ở tới Cà Mau mua máy, chúng tôi ship về, chúng tôi biết rõ rằng máy chúng tôi là đã qua được test. Rất hiếm khi chúng tôi thấy máy chúng tôi bị lỗi. Nếu trong vòng 7 ngày mà nếu như phát hiện ra cái lỗi bất ngờ mà ngoài mong muốn, chúng tôi sẽ đổi ngay cho các bạn một sản phẩm tương tự, nếu một sản phẩm khác cũng được. Hầu như những cái máy như thế này rất là hiếm khi bị chúng tôi thấy bị lỗi. Còn trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ gặp phải nhiều vấn đề đơn giản nhỏ như là việc Windows nó bị lỗi hay gì đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn từ xa bằng TeamViewer, đó là không khó. Các bạn có thể liên lạc qua số kỹ thuật của trung tâm chúng tôi sẽ giúp đỡ ngay tức khắc cho các bạn trong suốt quá trình sử dụng của các bạn một năm. Còn trong việc chúng ta sử dụng lâu dài thì máy nó giống như xe, nó cũng phải được bảo dưỡng, bảo trì. Nếu như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đến chúng tôi để được vệ sinh, được kiểm tra lỗi hệ thống, hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Và nếu các bạn ở xa hơn thì các bạn nếu có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có thể mang máy theo, chúng tôi sẽ giúp, hoặc là lâu lâu chúng tôi sẽ gọi hỗ trợ để biết các bạn rằng vẫn sử dụng ổn định chiếc máy của chúng tôi. Ngoài chiếc laptop này thì các bạn có thể chọn trong phân khúc khác hơn, ví dụ như những dòng như đến từ các thương hiệu khác như là Acer, Asus. Hôm nay có Lenovo, IdeaPad 320, Core i5 nè, Core i5 dòng cảm ứng 8 thế hệ 8, mức giá rất là tốt, 12.390.000, RAM 4, 240 SSD. Những mẫu như thế này là rất là hot như hiện nay, cũng phân khúc nó vừa số tiền đó, hoặc là Acer, Acer Swift, Acer Spin, rất là nhiều mẫu. Dòng X của Asus, ví dụ như X541U, Core i5 thế hệ thứ 7, có card màn hình rời tầm 11.290.000 như thế này, cũng rất là đẹp. Có card màn hình là 920 GeForce, có thể dành cho chơi game cũng như đồ họa tương đối. Tại đây rất là nhiều mẫu mã, các bạn có thể đến đây xem trực tiếp hoặc là gọi điện thoại tư vấn bởi các chuyên gia của chúng tôi qua hotline 090 3344 188 hoặc là 0908 115 124 để sự lo lắng của chúng ta sẽ được tan biến khi mà được sự giúp đỡ một cách nhiệt tình đến từ chúng tôi. Chúng tôi là những người có kinh nghiệm và chúng tôi thành tâm muốn giúp cho các bạn. Bạn có thể mua một nơi khác cũng được, rất là tùy các bạn. Một người nhà của chúng ta bán cho cũng được, hay là một cái cửa hàng nào đó mà chúng ta tin tưởng. Nhưng mà chúng tôi khuyên rằng là bạn có thể nên chọn những cái nơi nào đó nó hết sức uy tín và có thể bảo hành tốt, cái máy đảm bảo. Vì chúng ta mua cái áo thun nó khác, không cần bảo dưỡng bảo hành, nhưng mà chiếc laptop, chiếc xe nó cần phải được giúp đỡ như vậy. Lỡ chúng ta hư hỏng hay là trong quá trình sử dụng nó phát sinh vấn đề, chúng ta phải đến giúp đỡ được, phải cải thiện được, là nâng cấp, nó nhiều yếu tố lắm. Nên là rất mong các bạn sẽ chọn lựa cho mình có thêm được cái kiến thức. Xin nhắc lại là nếu chúng ta muốn mua trả góp thì tất cả các laptop đều được, với điều kiện các bạn phải đến trực tiếp tại shop chúng tôi thông qua sự giúp đỡ hỗ trợ của ngân hàng HD Sài Sơn để giúp chúng ta mua hàng trả góp với rất là nhiều chương trình trả trước chỉ 10%, 20%. Các bạn chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân và bằng lái là có thể làm được thủ tục rất là gọn trong vòng 30 phút. Còn nếu các bạn có thẻ tín dụng thì không cần, chúng ta có thể quét bằng máy là xong. Rất cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi của chúng tôi. Xin cảm ơn. I'm looking for 8 gig. Okay, you can.